chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nha. Bên em là shop Quyết Bắc Giang. Đấy, hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em đấy nha. 0364011683 và 0983198883. Thì buổi trưa ngày hôm nay thì bên em có lên một con máy Super Ram quá là đẹp. Nhiều các bác vẫn thắc mắc là sao nó cao thế. Thì là con máy nó quá đẹp luôn. Đấy, và chiều nay thì bên em lại về một lô 10 máy máy Future Leo 125 hàng nhập khẩu trực tiếp của Trung Quốc nha. Đấy, Future Leo, máy đẹp long lanh. Đấy thì bên em có rẻ có mà đắt có. Đấy, loại nào bên em cũng có. Đấy, nên là các bác mua thì cứ tham khảo nha. Ngay các bác chưa mua được thì ngày mai các bác mua. Còn các bác cứ xem chơi, xem kênh, đăng ký kênh. Thì sau các bác mua hàng thì các bác có thể xem và ưng được mắt của mình thì các bác mua nhá. Thì những cái con máy này mới này thì nhiều các bác anh em đón chờ, nên là các bác cứ mua hàng thì có mã và có số tiền đi. Các bác cảm thấy ok, hợp lý thì các bác mua, các bác xuống cọc cho em 500 nghìn nhá. Rồi thì sau đây thì bên em sẽ giới thiệu cái dàn 10 con máy này. Thì nó sàn sàn như nhau. Con nào nó hơi xước một chút em sẽ bớt tiền cho các bác một chút nhá. Chứ còn chất lượng máy nó quá ok. Và hàng em có bảo hành. Đấy, là máy lổ êm, không có khoáy nha các bác nhá. Còn nếu mà các bác mà về các bác khởi động lên mà các bác nó có khoái hoặc là nó có trục trặc thì bên em sẽ đổi mới cho các bác nha. Rồi, thì buôn bán này thì là trăm người bán vạn người mua, nên là các bác cứ cảm thấy hợp lý với túi tiền của mình thì các bác mua nhá. Chứ còn đắt rẻ thì nó ở trên này rồi. Đây, thì con này là con mã bao nhiêu? PT5. Con này là mã PT5, giá của nó là 4.500.000 đồng. Và con này thì nó sẽ em báo cho các bác đời nó là đời, ý là cái Future Leo này nó lắp ở bên xe UAE bên nó nhá, UAE 125. Thì cái đời của nó sẽ là đời 2014-2015. Và do Trung Quốc sản xuất và cái form máy của Honda nha các bác nhá. Là chuẩn hàng Honda xịn chứ không phải là hàng Honda vớ vẩn đâu. Đấy, đây, chữ Honda nha các bác nhá. Máy thì đẹp long lanh rồi. Có những con chưa hết đi vào đời nhông. Đây. Các bác nhìn nhá, 4.500.000 con máy PT5. Côn zin điện zin, tất cả chưa trẻ và đè nhẹ một cái là lủ luôn nha các bác nhá. Đây là các bác nhìn những cái con ốc này. Ui, nó quá siêu phẩm, quá đẹp luôn này. Đấy, các bác nhìn này, những cái con ốc quá đẹp luôn. Nên là về cái lô này quá là ưng luôn các bác nhá. Thì cái giá của con này là 4.500.000, kèm theo cần đạp, cần số, chế hòa khí nhá. Đấy, đây, đây. Để một bộ ra đấy. Đây thì em để dần dần để các bác tham khảo. Cái video này nó cũng hơi dài các bác nhá. Các bác cứ xem ưng được con nào thì các bác chốt con đấy. Đây, những cái bộ đây, bộ chế hòa khí nhá. Đây, chế hòa khí xịn theo của nó nhá. Đấy, cần đạp cần số đây. Đấy, thì các bác mua thì nó kèm theo là như vậy. Và có những con có mang cá và có những con không thì các bác lưu ý nhá. Đấy, cần đạp cần số của nó đây. Rồi, tiếp theo con thứ hai ngày hôm nay. Đây. Các bác vừa xem, các bác vừa đăng ký kênh nhá. Sau có video là hay các bác thể xem được. Đây, lô này thôi. Em nói thật các bác là quá là tuyệt vời luôn. Đây, đây. Cái con này côn nó còn chưa chỉnh cơ. Máy nó còn sạch bóng luôn. Đây, con này đời toàn như 2014, 15, 16 nha các bác nhá. Và những cái con này đây các bác nhìn này. Ôi, nó như là mới luôn. Thì các bác về lắp vào cái con form máy mà Future Leo 207, 208 quá là khỏe luôn các bác nhá. Lắp cả MSX được các bác nhá. Đây, cái này cốt máy nó đạt đến gần như 100% rồi, chưa mòn gì cả. Đấy, côn zin điện zin tất cả đều là zin hết các bác nhá. Đấy, tất cả đều zin, máy đẹp 4.500.000 nhá. PT4 4.500.000 nha các bác nhá. Rồi em quay sơ qua thôi. Cái lô này nó quá đẹp nên em không phải quay nhiều nữa. Đấy, cái cốt máy cốt cần đạp cần số nó quá là đẹp luôn. Đây, đầu bò các bác nhìn, đây gần như mới đây. Kiểu như nó chạy qua chắc được vạn 2 vạn thôi. Rồi. Máy. Đây, bụng máy các bác nhá. Đấy, nó vẫn khô đét nhá. Đấy, rồi tiếp theo con thứ hai đi. À, con thứ ba đi. Thì nó nhiều máy nên là giới thiệu qua cho anh em thì các bác cứ xem, nó dài quá thì các bác cứ tua nó lại không đúng. Đấy, con này là con thứ ba nhá. Là con PT3. Thì con này giá 4.500.000 thôi. Đây, tất cả anh em nhìn này. Nó đẹp sàn sàn như nhau. Nếu mà các bác nào không biết lựa chọn thì các bác cứ báo bên em là bên em sẽ chọn cho các bác một con ưng ý nhất. Em sẽ gửi qua Zalo cho các bác xem. Đấy, con này thì nó có ống hơi này. Đấy, con này thì đây, các bác nhìn này, những cái con ốc này. Nó gần như là mới rồi. Nó gần như là mới đời 2018-2019. Đấy, những cái hàng này bên em toàn hàng đẹp thôi. Đấy, chữ Honda nhé. Giống y hệt form máy của Future Leo đời 2007-2008 nhé. Đây, ấy, quá đẹp. Những cái dòng này thì nó chạy cực châu bò là bền rồi. Đấy,
4,5 triệu các bác nhá. Máy quá vip luôn rồi. Không còn từ gì để chê nữa cái lô này nữa các bác nhá. Các bác ưng được con nào các bác chốt luôn đấy nhá. Rồi tiếp theo con thứ tư đi, không quay đẹp rồi. Những cái bụng máy con này thì nó quá là sạch sẽ, quá là đẹp luôn rồi. Đây, con này là con mã PT2 nhá. Con PT2. Đây. Thì mua con mã đây, con này là PT2 nhá các bác nhá. Thì con này giá 4,5 triệu luôn. Đấy, cái lốc máy nó hơi vỡ về các bác, còn cái con filter leo của mình các bác thay vào một cái là xong rồi. Những con ốc nha, cam kết lần này các bác nhá. Đấy, lô này nó còn gần như là mới, con này hơi sức một tí thôi. Hơi sức một tí nhá. Những cái đầu này hơi sức một tí thôi, chứ còn cam kết các bác là đầu lồi chưa rớt mà chưa trẻ, máy chưa trẻ nhá. Máy zin nguyên bản 1000%. Đấy, nếu về mà không zin, không hàng mua bên em các bác lưu ý nhá. Cọc trước 500, nhận hàng, kiểm hàng ok các bác thanh toán, chứ không có cái chuyện lừa đảo gì các bác ạ. Thì em buôn bán nó lâu năm rồi nên là các bác cứ cọc trước đấy, còn hàng không ưng ý mà nó không như lời mà em nói quảng cáo thì các bác không nhận, bên em sẽ lại trả lại cọc cho các bác nhá. Đấy, thế là ok, yên tâm chưa? Đấy. Rồi thì em quay sơ qua đây, các bác là đã dùng những cái sản phẩm như này rồi, con máy các bác biết nó zin như nào thì quá là ngon luôn. Kể cả anh em thợ nha, anh em thợ mà lấy mà về thì em bớt cho các bác 100-200 anh em thợ nha. Còn nếu mà các anh em mua lẻ thì chuẩn giá. Nếu anh em thợ thì mua từ 2 con đủ lên nhé các bác nhá. Đấy, thợ thì mua 2 con đổ lên thì bên em mới cái giá tốt được. Đây, còn con PT mấy đây? PT1. Con này PT1 nha, giá 4,5 triệu hết nha các anh em nhá. Đồng giá 4,5 triệu. Côn zin, điện zin, máy zin cả luôn nha các bác nhá. Đấy, lên này em bán mức giá 4,5 triệu là quá là hợp lý luôn để các bác sử dụng rồi. Đây, những cái con ốc này gần như là mới nha các bác nhá. Đấy, để em giới thiệu lại một chút nữa. Honda sản xuất tại Trung Quốc. Nó như Honda sản xuất tại Việt Nam mình đây. Form máy là chuẩn của nhà những người đứng đầu của Honda sẽ đứng ra đảm nhiệm là giám đốc để sản xuất những cái dòng máy như thế này, chứ không phải tự dưng để mà các bác là bảo Honda ở Trung Quốc nó không ra gì, nhưng không phải đâu các bác nhá. Nó là chuẩn như Honda sản xuất tại Việt Nam, đấy, Honda sản xuất tại Trung Quốc và Honda sản xuất tại Thái Lan, Indo, nó như là một nha các bác nhá. Nó không có gì khó khăn, nó khác hơn cả Âu, chỉ là những cái sản xuất nội địa thì có những cái chỗ cái đặc biệt là như là có ống hơi này. Ống hơi này nó sẽ giống con Uy 100, Uy AA 100 125 ở bên Thái nha các bác, nó giống con Phil. Đấy. Thì em xem nhiều thì em cũng không để ý lắm, nên là các bác cứ xem nhiều, các bác cứ nhìn nó giống như này các bác đoán nó đúng nhá. Đấy. Rồi. Rồi tiếp theo con nữa đi. Nói 7 phút mà cái số sánh Việt Nam. Đây, tiếp theo các bác nha. Nếu mà những cái dòng con Piu, đây con này là mã TM mấy? PT1 10 nha, con này PT10 thì nó phản sàn như nhau thôi. Là tất cả lô máy zin này nó quá đẹp, quá là ưng, quá là chất lượng luôn các bác nha. Đây, cái phần đầu máy đây. Đấy, những con ốc óng ánh. Nó nếu như cái dòng này thì nó rơi vào tầm 2017-18 nha các bác nha. Máy đời cao. Máy đời cao nha các bác nha. Thì là cái form máy này thì nếu nó 2007-2008 thì các bác lắp vừa hết nhá. Đây, răng giếc là toàn đời cao thôi. Máy cực chất nha các bác nhá. Hàng Việt Nam giá bao nhiêu? Con này nếu mà hàng ở Việt Nam mà đầy đủ hết phụ kiện, dây điện, phụ kiện tất là tật hết thì bên em đang bán chào bán với ước giá là 7,5 triệu đến 8 triệu nha các bác nhá. Đấy, 7 triệu đến 8 triệu. Nếu mà các bác nào đã chơi con Uy A Thái 125i thì nó sẽ giống con máy Fuse như này, nhưng mà nó sẽ là phun xăng điện tử hay xăng cơ thì em không nắm rõ, nhưng mà nó y như này, có đồng ống hơi đấy. Nếu ống hơi là chỉ có Thái đấy, đầu bò ống hơi là chỉ có Thái thôi các bác nhá, thì nó sẽ hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu và cái gì nhỉ tăng công suất động cơ đấy, hình như là thế, thì em cũng đoán thế thôi, em không am hiểu nên các bác là em nói câu nào nó không đúng thì các bác thông cảm. Đấy, con này là mã TP10 giá 4,5 triệu. Rồi, tiếp theo con PT9. PT9 nha, giá cũng 4,5 triệu. Form máy thật sự bác là máy quá đẹp, không còn gì để chê nữa. Đây, con này nó hơi lõm một tí thôi, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả. Máy cam kết các bác là máy zin 1000% luôn. Đấy, những cái con ốc này các bác nhìn này nó sáng như này rồi, đã biết là đã là quá là ngon rồi. Đấy, có những con mà chưa hết một đời nhông đây này. Đấy. Khi bác rửa sạch đi, nếu mà con nào mà nó có bằng cái mực đây là còn chưa đi hết một đời nhông cơ. Chưa đi hết một đời nhông thì nó rơi vào tầm 2 vạn đến 3 vạn quay lại nha các bác nhá. Còn cam kết các bác máy zin 1000% nha các bác nhá. Đây, cái củ đề
thường là nếu mà cụ đề xe của Việt Nam ấy nó có chữ Mitsuba, còn đây là cụ đề là một là cái hãng bên họ là không để bể Mitsuba nữa, tại vì họ nhà máy họ sản xuất được đấy. Những con ốc thì riêng là zin 100% nha các bác nhá, đấy zin 100%. Con PT10 PT9 này các bác nhìn này, bụng dưới không khác gì xe mới các bác nhá, không khác gì xe mới, máy mới nhá. Đấy. Rồi tiếp theo các bác ơi, một con nữa sẽ là con PT8. Máy quá đẹp và chất lượng đẳng cấp luôn. Lô này các bác nhìn chỉ có thích mắt trở lên thôi, chọn con nào cũng ưng, con nào cũng đẹp. Đấy, về các bác đóng ba bánh này, lắp lên xe fuel này. Đấy, về các bác chỉ ra thợ các bác lắp ráp lại một chút nữa là ok thôi. Đầu bò đây các bác nhá, zin nguyên bản 1000% nhá. Đấy, những cái con ốc này chưa hề một lốp chạm gì cả. Cái dầu lên là tôi ống nó chảy ra. Đây, cái dầu là ống chảy ra thôi, chứ còn nó zin này những con ốc còn ong ánh vàng nhá. Đấy, còn chưa vết chạm mà các bác nhìn này. Quá đẹp luôn. Đây, có những con đúng là thật sự các bác là chưa đi hết một đời nhông nhá. Máy còn quá đẹp luôn. Đấy, côn đây. Còn những cái dòng này như này là họ ráp, lắp ráp là kiểu gì cũng có keo đây nhá, chứ không phải bổ máy các bác nhá. Riêng dòng fuel không có răng ở giữa, lên họ sẽ đi bằng keo, lên chuẩn chỉ luôn. Đấy. Con này thì 4,3 triệu. Đấy, con này nó hơi không biết. Đây đây đây. Không phải đâu, con này 4,5. Con này thôi em bán 4,5 thì em không bán 4,3 được. Đấy các bác cũng thông cảm nhá. 4,500,000 đồng. Con PT8 này. Okay. Không bớt đâu các bác nhá. Đây, con này còn quá đẹp hơn con khác, còn xuất sắc hơn cơ. Đấy, máy rất chìa đẹp nha các bác nhá. Phụ kiện bao gồm cờ đạp, cờ số, chế và phí, giá bao ship 4,5 triệu. Mua nhanh bán nhanh, giá cực đẹp luôn. Đây con này thì nó giá của nó là cũng 4,5 triệu. Con này nó hơi sức một tí nhá. Đây con này hơi sức tí thì bán 4,3. Bớt được bác 200. Đấy, máy thì zin nguyên bản 100% rồi. Chuẩn chỉ là zin nguyên bản đấy các bác nhá. Quá đẹp, quá là ưng luôn. Đây. Đấy những cái con ốc này là quá là đẹp nha các bác nhá. Ốc chưa chạm, cái gì cũng chưa chạm hết các bác nhá. Đấy, máy đẹp long lanh luôn. Đấy, con này 4,3 triệu thôi, nó hơi sức kiềm tí thì bên em bán 4,3 triệu nhá. Rồi, thì em con này là mã PT7 nhá. 4,3 triệu đồng. Đây, bụng dưới đây, quá đẹp luôn. Cái này nó hơi bị gãy một chút là lúc trong quá trình vận chuyển các máy nó có thể gặp đi gặp lại nó gãy mất các bác nhá. 4,3 triệu. Rồi tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay. Con cuối cùng ngày hôm nay nhá. Rồi. Con này là con bao nhiêu? PT6. Con này là con PT6 nhá. PT6 đấy thì nó cũng đẹp như thế này, giá cũng 4,5 triệu các bác nhá. Thì lô này thì quá đẹp rồi. Không còn gì phải chê nữa. Các bác chỉ cần ưng được con nào, hoặc là bên em bán con nào rồi thì bên em bán rồi thì các bác có thể chọn con khác. Nó như nhau, hoặc là các bác có thể bảo là con nào đẹp thì gửi cho các bác, thì là bên em sẽ gửi cho các bác con đẹp ưng ý. Con nào cũng lổ ngon, con nào cũng ấy, vì cái dòng này đời cao rồi nên là con nào cũng ngon, con nào cũng đẹp nha các bác nhá. Rồi thì em cũng nói video trực tiếp mười mấy phút rồi nên là cũng hơi đuối một chút, nên là em cũng kết thúc video tại đây cho nó nhanh. Đấy thì các bác để ý ngày mai nhá, ngày mai bên em đang còn 5 con CD90, con máy đẹp nhá. CD90 máy đẹp long lanh. Con này con nào có nếu mà đặt thì liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại đây nhá. Thì các bác ưng được thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại, mấy con nào em sẽ chụp ảnh, ưng được các bác mua trước, còn không nếu mà mai lên thì các bác lại phải đợi chờ hơi lâu. Rồi, em kết thúc video, chào tất cả các bác cùng tất cả anh em nhá.